Hôm qua mình làm video về cái móng tay này thì thấy anh em có rất là nhiều ý kiến luôn, chứng tỏ anh em follow kênh mình về khả năng cảm thụ âm nhạc cũng ok đấy. Vậy video này anh em thử nghe giúp mình là nhạc Việt, nhạc Trung và nhạc Âu Mỹ thì nhạc nào nghe hợp với Kalimba hơn nha.